Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Hàng của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Hello anh em, đã lâu rồi chưa được cầm máy ha. Rồi hôm nay tiếp tục chạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức, lại về một cặp xe tay ga cực kỳ xịn sò cho anh em đam mê nha. Anh em nào đang có nhu cầu tìm xe chữa cháy đi lại hàng ngày, hoặc là mua cho vợ đi chợ cho má đi chơi, thì có thể liên hệ em hai con này: SH150 2014 đó, và mẫu SH2021 biển Sài Gòn, Hodo rất là thấp, mấy ngàn cây, màu xám, này là xám lông chuột nha anh em ha, rất là đẹp, cặp xe cực kỳ đẹp luôn. Con này cũng màu trắng mà dán full decal, gọi là ánh sạc cừ, siêu đẹp luôn, giá cực kỳ mềm, tầm 50 mấy 60 mấy cũ thôi là anh em có xe chạy rồi ha. Hôm nay thì nhờ bạn Nhã review giùm em, thì ra Hà Nội có chút việc về nhà. Rồi hôm nay quay lại công việc thường ngày thường nhật, sẽ là review tiếp tục hai con xe khá là nhẹ nhàng ha, một cặp tay ga rất là dễ chịu cho những anh em nào mà thích không thích bóp móc chạy vòng vòng chở vợ con hoặc là đi làm hàng ngày cao ráo. Dòng xe tay ga gọi là cao ráo nhất trong phân khúc rồi, sang chảnh nữa. SH150 biển tỉnh gốc thành phố ha, anh em sang tên đóng thuế 1% thôi, 53 cũ 8. Con này đăng ký 24 nha anh em ha, form mẫu cũ nhưng mà được tân trang rất là đẹp rồi, khạc cực kỳ đẹp luôn. Ở trong dàn áo sơn zin còn nguyên, còn đẹp nha. Đó. Còn phía bên ngoài đã được chùm full bộ decal nè, dán decal carbon carbon rời nè. Full dán full màu trắng ánh sạc cừ ha. Đó, trắng ánh sạc cừ khá là đẹp luôn nha anh em. Dán nguyên con, đã lên bộ smart key chống trộm nè. Đó, máy móc là nguyên bản nguyên zin hết anh em, khỏi phải quan ngại luôn. Chất xe thì bao anh em, cực kỳ đẹp. SH150 ha, máy thì chạy sẽ nhẹ nhàng hơn tí xíu ha. Rồi 24, một con xe rất là chất luôn, chỉ có 50 mấy đồng thôi anh em. 50 mấy đồng là anh em có một con SH chạy rồi, khá là hợp lý ha. Đó, ốc tán dĩa rất là ok. Rồi tiếp tục sẽ là dàn đồ làng lông làng lá rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, dán keo nguyên con nè, dán trên đến dưới, và đặc biệt là đã lên cái bộ đờ mi phía trên đây. Đèn led thì đã lên đèn led 2 tầng của Zipass, đây em lên cho anh em xem. Đó, xe thì được chủ trước anh trai anh độ rất là đẹp và dễ thương luôn, giới thiệu trước cho anh em dàn đèn ha. Rồi chó đèn 2 tầng Zipass ha. Nếu mà form zin thì anh em sẽ chỉ được một cái form một đèn mà hàng halogen thôi, không được led như thế này đâu. Sáng cực kỳ đẹp luôn nha anh em, nhìn cực kỳ sang chảnh nha. Đây là chó đèn của Zipass 2 tầng cho form 24 ha. Rồi đây thèm theo đó là một bộ đèn đờ mi đây, đờ mi đỏ nha. Đó, rất là ok, mặt nạ SH ý luôn. Rồi form xe thì đã lên đồ trang bị, gọi là những cái món nhẹ nhàng như thôi. Đó, nút nè, nút đề với lại nút đây bát đỏ. Rồi công tắc đèn nền nọ thì rất là ok, nó còn dán keo luôn nha anh em, dán keo full màn hình luôn, chất xe khá là liền lạc luôn nha anh em. Đây smart key luôn nè, zin của nó là chìa cơ bình thường thôi. Đó, dán full decal đầy đủ, còn từ đẹp dán từ đầu tới đuôi mà còn rất là đẹp luôn, còn rất là mới luôn nha, không có bị chóc xước gì hết. Và vàn áo phía bên trong còn rất là ok luôn, sơn zin còn y nguyên luôn, hơi xuống màu tí xíu anh em,
kiểu màu trắng nó hơi xuống màu sữa xíu, trắng nhũ á. Về phần máy móc thì em bao cho anh em zin. Mấy con này anh em chạy thoải mái, tẹt ga chưa biết hư là gì luôn nha. Cứ anh em phải chăm sóc đầy đủ cơ, mạnh mẽ, bảo trì, bảo dưỡng ok, nhớt nhau đầy đủ, nhớt láp, và đặc biệt là không thủy kích nha. Ngập nước mà anh em không chịu thay là banh cái láp luôn, là tốn tiền láp đó. Chứ còn máy móc là nguyên bản hết, xe còn rất là keng và rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, mua cho vợ đi chợ thì khỏi chơi rồi, hết nấc luôn, nhất cái nách luôn đó. Chở con đi học hàng ngày cũng được nè đó, chạy tới chạy lui 50 mấy đồng một con xe SH đó. SH Việt thôi nhưng mà chạy khá là tiết kiệm xăng đó. Nó cốp nè cũng rộng rãi, cũng khá là ok, nhưng mà sẽ không rộng bằng cái phơm như bên kia. Phơm bên kia là yên nó liền, tại vì bình xăng nó về lên phía trước rồi, thằng này bình xăng vẫn để phía sau, thấy không đó. Con này biển Đồng Nai, thành phố Đồng Nai luôn, rút hồ sơ sang tên anh em đóng thuế 1% thôi. Máy móc nè cực kỳ đẹp, ốc tán lóc nồi đồ này nọ sạch sẽ tươm tất không đó. 53 củ 8 nha, chìa mất kỳ sẵn luôn rồi, khá là hợp lý cho anh em nha, thấy không. Rồi anh em quan tâm thì liên vui lòng liên hệ giùm em ha. Mấy mẫu xe tay ga này thì em thường sẽ là do nhu cầu khách đổi xe bên em thì em hỗ trợ thu đó, nên là rửa dọn sạch sẽ, máy móc nguyên bản là lên thôi, không phải cần phải chi tiết nhiều nha anh em. Tay ga thì không có gì để chi tiết nhiều hết. Rồi mẫu mới SH 2021, mẫu này thường thường gọi là cá chê, em cũng biết theo form của anh em nói thôi, tức là mẫu mới nhất đi. SH 125 biển Sài Gòn, con này ô tô 4.000 cây thôi ha, đăng ký tháng 11/2021, 67 củ 8, một chủ đập thùng luôn nha anh em, rất là keng. SH Việt kiến zin zin đầy đủ, hai chìa đầy đủ theo xe ha, xe còn rất là keng luôn, phụ tùng đồ nghề theo xe còn y nguyên luôn đây đó. Bộ đồ nghề nè, sách hướng dẫn nè, thấy không, cốp rộng. Con này cơ bản cốp sẽ rộng hơn con kia nhiều, tại vì bình xăng á phía trước này rồi đã đưa về lên phía trước này rồi anh em, thấy không. Hai chìa nè đó, đầy đủ hết nha, không thiếu một que nào luôn đó. Hai mã hoạch, hai mã vạch gì nè đó. Xe rất là chủ đi giữ kỹ anh em, bao cho anh em chết hãng luôn nha. Ô tô 4.000 cây, xe cực kỳ keng luôn. Thì em này hiện tại là đang là màu xám bạc ha, xám này xám xám lông chuột nha, nước sơn bao đẹp luôn cho anh em nè, sơn zin của nó là cực đẹp luôn, kim tuyến là bích bùng luôn. 4.000 cây không phải cần nói nhiều nha anh em. Đó ốc tán anh em nhìn là biết liền, 7 màu luôn, ốc chưa mở gì hết, khá là keng luôn ha. Xe toàn chùm mền thôi, con này về cho vợ đi chợ là hết sảy luôn nha mấy anh. Mấy anh sắm xe cho vợ đi chợ là mấy con này là hết sảy luôn, khỏi chơi, quá là đẹp luôn nha anh em. Thì mấy con sau này, đời sau này thì có tích hợp sẵn smart key rồi, nên là không cần phải quan ngại hết. 4.000 cây thôi, chỉnh cho anh em xem luôn nè. Đó, chip Toto nè, siêu lướt luôn ha, màu cực đẹp, màu láng cón luôn, bao tươi bao xanh, không chày xước, không va quẹt gì hết nha, chỉ có xước thì xước giống như xước dăm dăm nhẹ nhẹ của mèo quẹt thôi, chứ không phải là xước nặng hết. Nước sơn zin nguyên con, không giảm tốt gì hết, quá là keng luôn nha anh em. Đó, ốp lốc, ốp mái, ốp nồi, động cơ đời đời mới, sau này thì chạy nó cũng nhẹ hơn xíu, 125, chạy phố rồi rất là ok và tiết kiệm xăng nữa. Con này biển Sài Gòn ha, anh em sang tên đóng thuế, đóng biển đồ này nọ cũng rất là nhẹ nhàng, 100.000 nguyên bản nha. Chất xe là bao đẹp, ốc thì chưa có mở con nào hết, ốc phuộc, ốc bánh đồ này nọ chưa mở luôn. 4.000 cây, quá là keng. Con này thì được cái là mở xăng phía trước nên là cốp sau rất là bự đó, thấy không. Đây, bình xăng là ta giờ phía trước đây rồi, thấy không. Đây, cốp rộng thoải mái luôn.
SH125 Smart Key, rồi những con 150 thì có IBS rồi kết nối connect gì đó. Nhưng bản này thì chắc có thể là có kết nối luôn cả connect rồi, đèn tự động hết, có hệ thống đây nè, máy móc êm ru à. Hai con đầu máy cực kỳ êm luôn, không máy móc là cực kỳ êm máy luôn. Cái dòng Honda thì nồi đồng có đá, anh em cứ chạy hàng ngày đó. Chạy hàng ngày là thoải mái luôn á, bao giờ biết hư hả, tiết kiệm xăng nữa. Và được cái là cái dòng SH này dáng là cao ráo thoải mái, rồi anh em có thể là đi hàng ngày, đi chở vợ chở con rồi đi xa xíu thì ngồi nó cũng thoải mái hơn, yên nó dài yên nó bự á. Đây con này máy cũng im ru luôn, 24 nha, máy im khá là im so với con 2021 luôn á. Cái đồ Honda nó vậy anh em, chạy có 5 năm 10 năm nữa mà chăm sóc bảo trì bảo dưỡng đầy đủ là ok. Máy con Tayga này thì chủ yếu là thường thì anh em sẽ làm nhiều là phần nồi thôi, chạy thời gian mà nồi nó xuống thì mình khó làm lại là ok rồi. Rồi một cặp Tayga Sure hạng hạng xịn nha, hạng cao cấp tí xíu nha đó. SH125 2021 biển Sài Gòn, ô tô 4.000 cây, 60 máy cũ. Và con SH150 biển tỉnh nhưng mà gốc thành phố, thuế 1% thôi, cũng như biển Sài Gòn thôi, rút hồ sơ sang tên thì cũng giống nhau rồi nha nè, 53.8 đó. Chương trình thì có giảm giá đầy đủ hết, giảm từ 1 tới 20 tùy loại xe nha, tùy loại xe nha mấy anh, chứ không phải xe nào em vô cũng giảm 20 là em đi bụi luôn á. Rồi còn ngoài ra thì còn rất là nhiều mẫu xe khác, anh em cứ vui lòng tham khảo thêm website thimotothudức.vn giùm em đó, em cập nhật đầy đủ trên đó luôn, xe nào không có trên đó coi như là em đó nhận chốt cho khách hoặc là em đã bán rồi, em xóa ngay lập tức luôn ha anh em. Ok, cảm ơn em đã theo dõi, mình quên cho em xin một like một xe, cảm ơn em rất là nhiều. Anh em nào mà thích thì ấn nút chuông giùm em nha, để nhận được những video sớm nhất luôn nha. Cảm ơn em, bye bye. Đâu, thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em mình hỗ trợ thu lại. Người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1 tới 2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi thì chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen ở cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ, dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, gọi là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe.
thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm để đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.